Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì để trở lại cái video đăng bán ngày hôm nay, thì em xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của một cái đôi bò. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một cái đôi bò bô xin. Và hai con này thì nó thuộc về dòng bò đẻ con rất là mấy con và đẻ được rất là nhiều lứa ha. Tại vì sao ạ? Tại vì cái dòng này nó là cái dòng bò vàng ở Việt Nam. Nó đẻ rất sai con. Khi mà anh chị chúng ta về cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì nó có thể đẻ tầm khoảng từ 18 tới 20 lứa là chuyện quá bình thường. Còn những bò mà hiện giờ người ta lại thích nuôi những cái dòng bò lai là tại vì cái dòng sữa của nó thôi. Chứ nói về độ bền thì chỉ có cái dòng Bouzin là cái dòng bò được ưa chuộng nhất về cái độ sinh sản của nó, đẻ rất là mắn con và đẻ được nhiều lứa. Con này thì nó đẻ một con rồi. Và tình trạng là đang mang thai là lứa thứ hai được 4 tháng ha, đang mang thai là lứa thứ hai được 4 tháng. Và cái giá của nó thì bây giờ em xin thông báo với bà con cô bác anh chị luôn là cái giá phải gọi là quá nới, 23 triệu bao chữa luôn, 23 triệu bao chữa. Bò chiều cao trên 1m3 ha, bự bò, chân móng xương sóc nè anh chị chúng ta xem. Nói đúng ra thì mức giá này thì anh chị nào mà chúng ta mới ra riêng mà chúng ta mua về chúng ta nuôi á, ha, là có lãi cấp kỳ luôn. Với cái giá trị của bò hiện tại mà anh chị nuôi cầm chừng tầm khoảng 1 năm nữa thôi là chúng ta sẽ có một cái lãi nói chung là tương đối lớn, có thể xấp xỉ muốn bằng giá trị con bò luôn á. Anh chị xem chân móng nè, rúng nè. À, con này thì tơ nha, đang mang thai lứa đầu. Và cái giá của con này báo luôn cho cô chú anh chị và các bạn để mình khỏi phân vân, 26 triệu 500. Cái nấm vú hết biết cái nấm vú của cô chú anh chị con này. Đó, con này tơ đang mang thai lứa đầu. Và con này thì đẻ một lứa rồi. Và tình trạng là sẽ bao trục trặc sinh sản về con bò này, về vấn đề lòi lũ hí tử cung. Thì nó hiện đang mang thai 4 tháng. Thì trong vòng 3 tháng tới anh chị mua về, mà nếu mà có hiện tượng mà lòi lũ hí tử cung của con bò này thì em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác anh chị, 23 triệu 500 con bò đang có bầu. Đấy, và con này là con bò tơ, tình trạng của nó đang mang thai lứa đầu, tơ đang mang thai lứa đầu. Tơ đang mang thai lứa đầu nha, và nó cũng sẽ được bao chữa cho bà con cô bác anh chị. Hai con bò này thì trong vòng 3 ngày đầu tiên nếu mà anh chị chúng ta mua về, mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu mà không có thai thì bên em xin nhận lại một hoàn tiền đầy đủ ha. Con này bao chữa gần 7 tháng, gần 7 tháng nha. Đó, xuống dạ vú rồi. Ở đây thì đôi bò này chốt giá lại là 49 triệu 500, hai con 49 triệu 500 ha, bao chữa. Và tình trạng là chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết, cô chú anh chị của bạn ha. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và anh chị nào mua thì mình phải nghe rõ và kỹ thông tin giùm em. Thứ nhất, thứ nhì là mình phải đo thử chiều cao ra. Mình đo hạo ra bức tường là cây cột trước khi mà anh chị chúng ta quyết định chúng ta mua cặp bò này ha. Và tổng thể về những hình ảnh nè, của chú anh chị các bạn vui lòng xem kỹ và nghe rõ những thông tin mà em cập nhật. Bò này không phải là bò nhỏ con nha. Mình nghe kỹ và rõ, bò này không phải là bò nhỏ con, không phải là bò cóc, bò sóc hay là bò núi nha. Nên anh chị chúng ta đừng có suy nghĩ là ở út nó quay như vậy mà không biết ở ngoài nó bự không. Em có đo chiều cao mà, em đo chiều cao như vậy để làm gì? Thường thường thì mấy anh chị là kêu là đo ở ngay chỗ cái xế lưng này, em vẫn đo được, nhưng mà tại vì em không muốn mà đo như vậy. Em chỉ muốn là cái sản phẩm của em khi mà giao đến thì mình hai bên hợp đồng mình đo đúng lại vậy. Nếu là chênh lệch 1-2 phân là do cái nền đó thì nói chung là mọi người thông cảm giùm em. Đó, chứ không phải là em cố tình để đo cái gì. Còn đo ngay chỗ cái chỗ mà cái xế lưng đó thì có nhiều con á nó bị kèo, cái lưng nó kèo đó. Có nhiều con á cái lưng nó phẳng, như mấy con bò lai lưng phẳng nè, như mấy con bò Redman lưng kèo nè. Thì cô chú anh chị của bạn mình khó xác định được ha. Còn đây thì em thích đo theo phong cách của em, mỗi người mỗi khác mà, mỗi người mỗi ý mà. Giờ anh chị kêu em làm theo anh chị em cũng không làm được ha. Ở đây chân móng nè, chân móng nè, nó tổng thể về hai con bò hình ảnh nè, màu lông da nè. Bò thì không chật lỗi gì hết nha, bò thì không chật lỗi gì hết đấy.
thì tình trạng đi đứng hoàn thiện và tình trạng là bao chữa cũng như là những cái thông tin mà bao trục trặc sinh sản thì em cũng cập nhật đầy đủ cho bà con cô bác anh chị đầy đủ trong video này, và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để chốt được đôi bò này. Và bây giờ em sẽ đo thử chiều cao để cho quý anh chị của các bạn ta xem, rồi cái mình đưa ra quyết định của mình, cái mình nên mua những bò hay không. Nếu mà cảm thấy thích mình muốn mua thì mình liên hệ ngay và liền vào số điện thoại của em ha. Hai con này chốt giá 49.500 bao chữa ha, con này 7 tháng và con mình đây 4 tháng. Chiều cao của nó thì em đo hẹo thử của quý anh chị các bạn xem nè. Con này chiều cao tại phía sau khu 1m3 nè. Còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m32 nè. 32 của quý anh chị các bạn. Đó, nếu mà mình thích, mình muốn mua thì mình liên hệ với em. Còn nếu mà anh chị chưa vừa bụng gì đâu bò này thì mình có thể đợi những video tiếp theo, những hình ảnh kế tiếp để chúng ta có thể lựa chọn ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.